hít thoát em 100.000 follow. Đẹp, cái đầu tranh lắm đó đẹp. Không ngồi, không ổn ngồi. Bị nó chụp cái mỏ ngồi em ơi, vào phát gia cho Khanh Lê nha. Chiều cuối chưa hồi. Nguyễn Lập, chặn sao đánh vai nhau đi. Bị nó chụp cái mỏ lại rồi. Tập hợp. Gà dách bên vào. Cần hỗ trợ lui. Đấm. Gà dách quanh vào bầu. Quái nha. Quái thiệt. Cái gì ông vô lên đồ ảo ma ra vậy ông nội, lên cái liệm trước à. Ok Trần Vũ của đài nha. Đồng hồ là giá ok của đài. Ai ông vô lên đồ ảo ma vậy trời. Võ Văn Hải làm ván Triệu Vân xem huynh đài. Anh em Triệu Vân một phát là lên nghĩa luôn rồi. Anh em coi gọi là Triệu Vân một phát là cốc đầu lên nghĩa đúng không? This needs the Midas touch. Thủ cao lên, tấn công tướng định. Rồi ra được giữa anh em ơi. Ra được giữa, đẩy giữa em dưới. Bây giờ chỉ có một vài con là sẽ dùng một chiêu mà chết đối thủ rồi. Dùng một combo là chết đối thủ, một Triệu Vân, hai là con Grack. Bấm đất gặp chết thủ. Bảo chủ, bảo chủ. Đang tới. Ép lên em ơi. Kìa, đâm luôn. Chờ tôi mà nè. Nhức cái nách chưa, nhức cái nách chưa. Nhức cái nách chưa. Trời ơi, ghê vậy. Ngường tấn đông, là há người xe bò. Mày hả bự, khí tổng nó đi. Mày hả bự, chó mỏ. Giật. Ép trục trên, ép trục trên. Dựa ra cho một chiêu đi. Không cho ăn AD nó ra dọn lít anh em ơi. Chậu, chậu, bào chậu ơi, bào chậu ơi. Mày hả bự. Tập chậu anh em ơi. AD nó bắn nè, AD nó bắn nè. AD bắn nè, nửa cái máu nè. Rồi chủ nó đem. À đi là nửa cái máu nè. Mày hả bự. Thấy mày của nó cũng mày anh em ơi. Trời mỏ. Trời đúng. Không rồi, quăng kem, quăng kem ơi, quăng kem ơi. Rồi tiếp một kêu anh, xong rồi, con da nó mạnh rồi anh em ơi. Bỏ mà mày, bỏ mà mày. Từ từ, tôi đang chạy tới. Ai da, ai da. Chẳng sao anh chơi AD nhé. Lắc cái mông né cái chiêu. Ê, nó móc xong rồi. Bé quý đạo tôi đang chạy tới. Kinh tàu, tì ra. Hay cho mình. Gà dách quýnh vào bầu. Nó muốn phản kháng, con em ơi, nó muốn phản kháng kìa. Mình nhìn, alo anh. Rồi ăn rồng anh em ơi. Cái đồng anh em muốn tìm mặt Liên Quân Mobile vào sắp đánh imờ.com nghe anh em ơi. Anh em nào mà chưa lập ạc trên sắp ạc là anh em mà lập ạc là bạc là mọi người sẽ nhận được một vé quay miễn phí nha anh em. Phát ra trận này hỗ trợ không vậy. Có cơ hội nhận được 200k nha anh em ơi. 200k.